Ở đây có cái hộp, có gì đây các bạn? Ở đây có chiếc xe, có gì đây các bạn ơi? Wow, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, bên này có gì đâu? Ở đây có gì đây các bạn? Ở đây có gì đây các bạn? Wow, wow, hộp gì đây các bạn? Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có cái hộp, ở đây có cái hộp gì các bạn? Wow, các bạn ơi, chiếc xe tao nó chạy ủi ghê các bạn. Đó 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 đó, đó ghê chưa bạn ơi? Kê 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 kê. Wow, 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 các bạn ơi, trời ơi, các bạn ơi, chiếc xe chạy ghê các bạn ơi. Đó, nó chạy đâu đâu các bạn ơi. Đó, ở thêm chiếc xe này nữa các bạn. Wow, xe chạy nhiều chưa bạn? Ồ, xe chở rất nhiều xe. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đó bạn? Wow, các bạn ơi, một hộp xe container chở theo xe cảnh sát nữa bạn. Chở theo một chiếc xe lửa, hai chiếc xe lửa nhìn rất đẹp luôn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, có một chiếc xe ô tô. Chở theo một chiếc xe ủi cát nữa bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. Rồi ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe màu vàng. Chở theo chiếc xe màu xanh nước biển ủi cát nữa bạn. Đó, để lên các bạn ơi, nhìn rất là ngầu luôn nha. Rồi ở đây có gì đây các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe là xe ô tô nè, chở theo chiếc xe là xe cẩu múc cát bạn. Đó, xe cẩu múc cát rất là ngầu luôn nha. Rồi ở đây có chiếc xe gì đấy bạn? Ô, một chiếc xe đua màu vàng nè. Còn đây một chiếc xe ô tô các bạn, xe ô tô chở theo xe đua nè. Đó, nhìn ngầu chưa các bạn? Rồi ở đây có chiếc xe gì đấy các bạn? Ô, một chiếc xe cẩu cát. Còn đây là xe cẩu múc cát các bạn. Đó, gắn vô các bạn ơi. Wow, nhìn ngầu chưa? Rồi ở đây có gì đấy các bạn? Ô, các bạn ơi, một bạn khủng lao bay nè, nhìn rất là ngầu luôn nha. Rồi chở theo một cái chuồng thỏ các bạn ơi. Rồi còn đây là cái móc kéo. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô các bạn. Đó, rồi còn đây có gì đấy các bạn? Ô, các bạn ơi, đây là một con hổ các bạn ơi. Đó, để vô. Wow, chiếc xe chở theo những cái chuồng thú nhìn rất là ngầu luôn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, nè nè nè, đây là cái thùng gì nè các bạn ơi, nguyên cái thùng hàng luôn. Wow, các bạn ơi, ở trong đây có rất nhiều xe luôn nè các bạn. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc nè các bạn. Rồi còn đây là cái xe container nè các bạn. Wow, các bạn ơi, xe container bị xúc cái gì nè các bạn ơi? Nè nè, mình biết rồi, đây là cái ống khói. Bây giờ mình sẽ gắn cái ống khói vô. Đây, gắn ống khói vô bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Rồi tiếp tục qua bên này. Qua bên này có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Nè, ở đây có chú cảnh sát nè, biển số xe 899 nha. Rồi chở thêm một chiếc xe cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát, nhìn rất đẹp luôn. Wow, ngầu quá. Rồi ở đây các bạn ơi, wow, ở đây có gì đây các bạn? Wow, một chiếc xe container nhìn xíu dài luôn nè các bạn. Đó, đầu container được mạ chrome nè nha. Ở đây là cái còi xe đó bạn. Ở đây ống khói nè, chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè, bên này cho lơ xe ngồi. Ở đây có cây dừa nữa các bạn. Rồi chở theo con heo màu đỏ nè các bạn. Rồi còn đây là con gì các bạn? À, đây như con rắn nè các bạn ơi. Rồi còn đây là gì các bạn? Đi đây như con chó nè các bạn. Rồi còn đây ý như đây có cá mập nè các bạn. Wow, nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, bạn ơi, một chiếc xe container nữa nè các bạn. Wow, xe container này siêu dài luôn nha các bạn. Chở theo một chiếc xe này xe gì các bạn? À, đây là xe cẩu múc cát các bạn. Rồi còn đây, đi các bạn ơi, chiếc xe ben đang chở theo gì nữa các bạn ơi? Wow, đổ xuống rồi các bạn. Ồ, đây là dụng cụ sửa xe. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp capo này ra nha. Mở cái mui xe ra luôn các bạn. Rồi cái nắp capo đây nè, bây giờ mình mở ra luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, hay chưa? Mở ra luôn nè các bạn. Wow, xe nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở bánh xe ra luôn nha. Phá hủy chiếc xe luôn các bạn ơi. Mở bánh xe ra cho nó hết chạy luôn nha. Wow, hay chưa các bạn? Rồi để đây nha các bạn. Ở đây có gì các bạn? Ui, bạn ơi, đây là cầu múc cát. Wow, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Ô, các bạn ơi, một chiếc xe này xe chở xăng các bạn ơi. Wow, xe chở xăng màu xanh nước biển nhìn rất là dài luôn nha các bạn. Ồ, đẹp chưa các bạn ơi? Rồi, ở đây có chiếc xe này xe gì các bạn? À, mình biết rồi, đây là bệ cẩu nè. Ở đây anh tài xế đang ngồi điều khiển cẩu múc cát nè. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp lại cho các bạn. Đây, đó, gắn cái bệ cẩu lại các bạn ơi. Wow, xe cẩu múc cát siêu dài luôn. Rồi bây giờ lấy cái thùng ben các bạn, sẽ lắp ráp vô đây nè các bạn. Đó, đẹp chưa các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp gì nữa các bạn? Ồ, các bạn ơi, có một chiếc xe này xe gì đây ta? Ồ, các bạn ơi, A60H. À, đây là xe ben lúc lắc nè các bạn. Ồ, nhìn đẹp chưa các bạn? Ở chỗ này cho chúng ta là lái xe nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ leo lên trên đây nha. Wow, chiếc xe lúc lắc nhìn ngầu ha. Rồi ở đây có gì các bạn? À, các bạn ơi, đây là cẩu múc cát nè các bạn. Các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Hình như đây là bệ cẩu nè các bạn. Ôi, trên bệ cẩu có gì nè các bạn ơi? Thôi, cái đầu điều khiển. Ý, đầu điều khiển của chiếc xe này nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe tăng nè các bạn. Ồ, để bây giờ mình khởi động lên coi các bạn. Đây 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 đây, khởi động đây các bạn. Wow, xe còn hoạt động các bạn ơi. Rồi bây giờ mình nhấn cái nút này các bạn. Ý, sáng đèn nè các bạn ơi. Bấm nút này coi. Wow, các bạn ơi, xe đã connect vô các bạn ơi. Này, bấm cái này. Wow, các bạn ơi. Xe di chuyển cái nòng súng nè các bạn. Đó, xoay cái nòng súng nha. Đó, có âm thanh nghe rất là đã luôn các bạn. Đó, âm thanh nghe rất là hay luôn. Có đèn chớp nè, xe xịn nha các bạn. Wow, 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 xe này bắn nó giật giật nghe hay các bạn. Rồi bấm lúc này các bạn. Cái lúc này hình như là tắt âm thanh các bạn ơi. Nè, đó mình bật tắt âm thanh các bạn. Đó, wow, nòng súng quay nha. Rồi bây giờ mình bấm lúc này các bạn. Đây. Ô các bạn ơi, ôi, trời ơi các bạn ơi. Ôi trời ơi, chiếc xe tăng này chạy ghê các bạn ơi. Nè nè, đó, ghê chưa bạn? Ồ, nó chạy nó ủi ghê các bạn ơi. Wow, nó chạy nó ủi ghê nha các bạn. Wow. Ô các bạn ơi, trời. Ôi đó các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy nó ủi hả? Ghê các bạn. Đó, nó chạy nó ủi rất ghê các bạn. Nè. Đó, ghê chứ bạn ơi.
kìa. Wow, chiếc xe tăng nó chạy ủi ghê bạn. Đó, ghê chưa bạn ơi. Kìa. Wow. Rồi, chiếc xe tăng này nó chạy, nó bị ủi lên trên này, nó mắc kẹt trên này luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ sẽ để nó lại nha các bạn. Rồi, wow, đó nó chạy hay chứ bạn ơi. Kìa, nó lại tấn công vô đây các bạn ơi. Đó, rồi nó ủi đây rồi, nó bị mắc kẹt đây luôn các bạn ơi. Thôi, chiếc xe tăng này nó bị mắc kẹt đây rồi. Mình để nó đây nha các bạn. Ồ, nó chạy hay quá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa xe nha. Lấy cái này các bạn. Rồi cái bệ cẩu chúng ta đâu? À đây nè các bạn ơi, đây bệ cẩu đây. Giờ lấy cái cần cẩu múc cát các bạn. Đẳng vô các bạn. Đó, xong rồi các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn rất đẹp luôn nha. Rồi tiếp tục bên này nào các bạn ơi. Wow, ở đây có gì đây các bạn? À đây là một cái bệ cẩu nè các bạn ơi. Đây xe cẩu múc cát các bạn. Đó, lắp ráp vô nữa. Wow, lại sửa chữa được một chiếc xe cẩu múc cát nữa các bạn ơi. Rất là nhiều xe cẩu cát luôn. Rồi đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe container nè, màu xanh nước biển nha. Dưới này chở theo những chiếc xe và máy bay trực thăng các bạn ơi. Một chiếc xe cứu thương nè, hai chiếc xe cứu thương luôn các bạn. Wow, xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bên này có gì đây các bạn? Ồ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container nữa. Container này siêu dài luôn nè các bạn. Theo một xe nước biển chở theo một xe đua, chở theo một chiếc xe mô tô các bạn. Đó, gọi đây một chiếc máy bay trực thăng nữa nè các bạn. Rồi ở đây có một chiếc xe jeep nữa các bạn ơi, xe jeep xe ben nè các bạn. Wow, xe đẹp ha các bạn. Rồi sửa chữa xe ben nè, để bây giờ mình sẽ lắp bánh xe các bạn. Một bánh xe, và tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. Nè. Wow, xe ben này bự quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho chở theo xe lửa nè, chở theo xe container các bạn. Ồ, xe chạy nhanh chứ bạn. Rồi ở đây có chiếc xe chở bê tông các bạn. Đây gắn bánh xe các bạn. Đây, một bánh xe các bạn, cái bánh xe đây nữa các bạn. Ok, wow các bạn, chiếc xe chở bê tông này bị lủng một lỗ hay chưa các bạn. Rồi chạy qua các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì bạn? Wow, chiếc xe container mở đây các bạn ơi. À, wow lôi các bạn. Nè các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Cái xe container quá vật nha các bạn. Ồ, cái đầu thiết kế như robot luôn, Transformer đó các bạn. Nè còn đây các bạn, đây ống khói các bạn. Ở đây là bánh xe nhìn ngầu chưa? Rồi còn đây đồ điều khiển nè. Khởi động cái đồ điều khiển lên các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe lên luôn các bạn ơi. Wow các bạn ơi, khởi động lên chiếc xe sáng đèn nhìn đẹp chưa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử các bạn. Wow các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, chiếc xe nó đã bị mắc kẹt ở trên này rồi các bạn ơi. Đó, nó không thể nào chạy được nữa. Thôi mình sẽ để nó đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Ê các bạn ơi, ở đây có cái hầm gì các bạn ơi. Wow các bạn ơi, hình như đây một chiếc xe chở tội phạm các bạn ơi. Nè mở cửa ra nè. Chúng ta sẽ nhốt tội phạm đây. Đóng cửa lại các bạn. Ở đây là đèn xe cảnh sát nha các bạn. Ở đây là xe chở tội phạm nhìn rất là ngầu luôn nha. Rồi, ở đây có gì đây các bạn? À đây trộn bê tông. À đây là đồ trộn bê tông đó, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha các bạn. Đây. Rồi ok xong các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông nè. Ở đây có anh tài xế lơ xe nè các bạn. Đó nhìn rất là ngầu luôn. Wow các bạn ơi, ở đây có hầm các bạn. Wow các bạn ơi, đây một chiếc xe nè. Ở xe cảnh sát nhìn có cái còi xe màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn nha. Ở xe màu trắng, xe màu xanh nước biển. Wow, ở đây có gì đây các bạn? Ủa các bạn ơi, đây là chiếc xe cẩu múc cát cảnh sát các bạn, bolit nè các bạn thấy chưa? Ở đây có anh tài xế đang ngồi lái xe nè. Đó, chúng ta điều khiển cẩu múc cát nhìn ngầu ha. Rồi ở đây có gì các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. Wow, xe container nè các bạn. Ở dưới này chở theo hai chiếc xe. Ở đây chở một chiếc máy bay trực thăng nè. Ở đây một chiếc xe buýt cảnh sát nè. Ui, đó đẹp chưa các bạn? Sửa chữa xe này. À đây là chiếc xe chở rác các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn bánh xe các bạn. Bỏ bánh xe. Thêm cái bánh xe đây nữa các bạn. Đây. Ok, wow, thùng rác rất là to luôn các bạn. Bỏ chiếc máy bay trực thăng vô các bạn. Rồi bỏ chiếc xe buýt vô các bạn. Rồi đẩy nắp thùng rác các bạn. Đi. Chạy gắn bạn ơi. Rồi ở đây có chiếc xe cứu hỏa luôn các bạn. Đây gắn bánh xe vô các bạn ơi. Đây một bánh xe các bạn. Thêm cái bánh xe đây nữa các bạn. Đây. Ok, xong rồi. Wow các bạn ơi, chiếc xe cứu hỏa có vòi xịt cứu hỏa màu trắng nè các bạn. Đó, đây cái đầu xe màu đỏ các bạn. Đó nhìn rất là ngầu luôn nha. Rồi chạy ra. Ở đây các bạn bully các bạn. Đây gắn bánh xe các bạn. Một bánh xe các bạn. Rồi tiếp tục thêm cái bánh xe nữa các bạn ơi. Đây. Ok. Wow, bạn xe bully nhìn mắc cười ha các bạn ha. Bạn đó đang cười nhìn đẹp ha. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe tăng nè các bạn. Đâu để bây giờ mở rồi các bạn. Đây. Mình lôi ra các bạn. Đây. Wow các bạn ơi. Đây không phải xe tăng các bạn ơi. Đây là một chiếc xe quân sự. Wow, xe quân sự này có cục pin bự ghê các bạn. Rồi đóng lại các bạn ơi. Đó, bây giờ đây là cái đầu điều khiển nè các bạn. Bây giờ mình kiểm tra coi khởi động đâu đây. À khởi động đây nè các bạn. Rồi ok các bạn ơi. Đó, xe chớp đèn nhìn ngầu chưa các bạn. Rồi còn đây là cái đồ điều khiển nè. Khởi động lên các bạn. Đó, sáng đèn luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bấm các bạn. Ô các bạn ơi, đó, xe chạy được các bạn. Wow, hay nha. Rồi cho xe chở theo những chiếc xe ô tô các bạn. Đó, chở con heo này luôn nha các bạn. Đó, rồi chở thêm chiếc xe này nữa các bạn. Wow, xe chạy nhiều chưa các bạn? Ồ, xe chở rất nhiều xe các bạn ơi. Đó, ui, xe nó chạy sao các bạn? Ô, xe này chạy bị gì các bạn ơi? Kìa. Ô, nó chở nó chạy không nổi các bạn. Ồ, hình như nó chạy không nổi các bạn. Đâu mình bỏ xuống các bạn. Đây bỏ máy này xuống coi nó chạy nổi nha. Ơi các bạn ơi, rồi không được các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này nó yếu quá các bạn ơi. Hình như động cơ nó bị trục trặc gì các bạn. Rồi các bạn ơi, chiếc xe này động cơ bị trục trặc gì nè các bạn ơi. Rồi không được rồi, chắc nó hư rồi. Thôi mình để nó đây nha các bạn. Bây giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.